30 tập xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng để đón xem những video của chúng tôi. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, rạng sáng ngày đầu tuần, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Đan Ba, Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Rất nhiều cư dân mạng đã đăng tải đoạn video về trận lũ kinh hoàng này. Nước lũ lao tới, rất nhanh đã nuốt trôi nhiều ngôi làng trên đường mà lũ đi qua và một số ngôi làng đã biến mất trong nháy mắt. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông Bắc Kinh, vào rạng sáng ngày thứ hai đầu tuần này, tại Mai Long Câu, thị trấn Bán Phiến Môn, huyện Đan Ba, Châu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên do đất đá đổ từ trên núi xuống chặn đứng dòng sông Tiểu Kim Xuyên nên đã hình thành một đập nước. Từ thông tin của Ban tuyên giáo của Đảng ủy quận Đan Ba, Châu Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, các đập nước bị vỡ và tràn ra hướng xuống hạ lưu, nhấn chìm và phá hủy những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Hiện tại, hơn 20.000 người đã được sơ tán và di chuyển đến khu vực an toàn. Dương Hoa, một người dân ở Mai Long Câu nói rằng, trận lở đất xảy ra vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng. Khi anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hào của người dân trong làng rằng đã xảy ra một vụ lở đất. Người dân trong làng nhắc nhở nhau kịp thời di tản. Sau đó, lở đất dẫn đến đập nước bị phá hủy và gây ngập lụt trong ngôi làng. Đoạn video tại hiện trường cho thấy, vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi cây cối mọc um tùm và hầu hết các ngôi nhà ở vùng núi hẻo lánh đã bị nước bùn và đá tàn phá. Ngoài Mai Long Câu ra, các ngôi làng ở vùng hạ lưu của sông Tiểu Kim Xuyên cũng chịu thảm họa bởi vỡ đập nước. Các nhân viên công tác của Ban tuyên giáo huyện Đan Ba nói rằng, đập chắn nước khiến các con đường trong khu vực Lạn Thủy Loan bị gián đoạn và một vụ lở đất đã xảy ra tại làng An Nương Trại của Lạn Thủy Loan. Đến 12 giờ không ngày thứ ba, đập tại Mai Long Câu về cơ bản đã ổn định, nhưng nước lại bắt đầu tràn ra, nước sông đánh vào vùng hạ lưu, con sông gần làng An Nương Câu đã cuốn trôi những ngôi nhà và phá hủy con đường của làng. Ngoài ra, các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cùng các phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 1,7 km, nhà máy điện Mai Long Câu bị phá hủy, còn nhà máy điện Nương Câu đang đứng trước nguy cơ. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải khiến người xem phải thất kinh. Nước lũ khổng lồ từ thượng lưu lao nhanh xuống đến mức một số ngôi làng lớn biến mất trong nháy mắt, mà từ đỉnh núi đất đá đột nhiên đổ xuống nuốt chửng và chôn vùi nhiều ngôi làng. Cho tới bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi vẫn còn đang ngủ. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng hôm thứ ba, vỡ đập ở tỉnh Tứ Xuyên, lũ lớn đến mức hai ngôi làng biến mất ngay tức khắc, hơn 20.000 người khác đã được rời đi, tuy nhiên có hai người bị mất liên lạc. Ở các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Một trận lở đất đá đã xảy ra ở huyện Đan Ba, tỉnh Tứ Xuyên khiến các ngôi làng trong vùng sâu bị chôn vùi. Hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người dân đã chết. Theo thống kê, vào lúc 4 giờ chiều hôm thứ Ba, lũ lụt và lở đất đá đã xảy ra ở 10 nơi của khu vực huyện Đan Ba, phá hủy khoảng 22 km đường xá và 30 km sông ngòi. Hầu hết các loại hoa màu và cây trồng của dân làng đã hoàn toàn bị tàn phá. Đập nước ở Đan Ba, Tứ Xuyên vỡ, khiến cho nước lao xuống phá hủy các ngôi làng trên đường nơi lũ quét qua. Nhiều ngôi làng gần như bị san phẳng. Trong số đó, ở An Nương Câu, Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, chỉ còn lại 15 ngôi nhà trong toàn bộ ngôi làng sau khi lũ qua đi. Lũ lụt khiến cây cầu với vốn đầu tư 140 triệu nhân dân tệ cũng đã bị phá hủy. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói rằng, nhiều người bị mắc kẹt trong nhà của các ngôi làng bị ngập lụt. 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công, còn hai người khác thì bị mất liên lạc. Đáp lại, một số cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video tiết lộ vào hôm thứ Hai rằng thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập lụt. Các phương tiện truyền thông của chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh cái gọi là truyền năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở các khu vực bị thiên tai thì lại bị bỏ qua. Cư dân mạng nhao nhao để lại bình luận, Đảng cần giữ thể diện, cho nên nhân dân không thể đòi mạng. Nếu đập Tam Hiệp xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ lại là một bộ phim lớn đại quốc chống lũ. Thưa quý vị, đợt mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng ở Bắc Kinh những ngày qua đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Tính đến sáng nay, thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Bắc Kinh cho biết, tính đến 6 giờ ngày hôm nay theo giờ địa phương, đợt mưa lớn tấn công thành phố do chịu ảnh hưởng của bão Suzhi đã khiến 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích. 44.673 người ở 13 phần 16 quận bị ảnh hưởng. 127.000 người đã phải di rời đến nơi an toàn, trong khi các thiệt hại về kinh tế vẫn đang được thống kê. Cũng theo dữ liệu do cơ quan này cung cấp, Bắc Kinh đã phải trải qua chịu một đợt mưa lớn liên tục kể từ 3 ngày trước đó. Trong đó, các khu vực phía Tây, Tây Nam và Nam thành phố đã phải hứng chịu lượng mưa xối xả. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay, lượng mưa trung bình của Bắc Kinh là 257,9 mm,
lớn nhất là lượng mưa ở quận Môn Đầu câu lên tới 470,2mm, Phòng Sơn 414,6mm và Thạch Cảnh Sơn 333,2mm. Đặc biệt, có hai trạm quan trắc lượng mưa tích lũy vượt 700mm, gồm hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Sương Bình lên tới 736,3mm và Cao Sơn Mai Khôi Viên ở Môn Đầu câu đạt 722,4mm. Mặc dù mưa đã ngớt ở một số khu vực miền Bắc Trung Quốc, nhưng Đài khí tượng Trung ương nước này sáng nay vẫn tiếp tục duy trì cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm Trung Quốc phải ban bố cảnh báo mưa lớn mức cao nhất kể từ năm 2011. Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp hàng trăm triệu người dân ở miền Bắc nước này, trong đó có Bắc Kinh, phải đối mặt với cảnh báo đỏ về lượng mưa. Mưa lớn gây lũ quét ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, khiến nhiều xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, nhiều tuyến phố ngập bùn sau khi nước lũ rút. Khi xảy ra mưa lớn, người dân Bắc Kinh đã được khuyến cáo không ra khỏi nhà trừ trường hợp bất khả kháng. Sáng sớm nay, quân đội Trung Quốc đã phải điều 4 máy bay trực thăng đến Môn Đầu Câu, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực và cứu hộ. Do ảnh hưởng của mưa lũ, ba đoàn tàu đang bị mắc kẹt tại đây, giao thông đường bộ ở một số khu vực bị tắc nghẽn hoàn toàn. Theo đó, 4 chiếc trực thăng vận tải đã chở 26 sĩ quan và binh sĩ Trung Quốc đến ga tàu trên địa phận Môn Đầu Câu thả đồ cứu hộ gồm 1.900 mặt hàng thực phẩm, 900 chiếc áo mưa, 700 chiếc chăn và các vật dụng cần thiết khác, đồng thời vận chuyển những người bị bệnh từ các đoàn tàu bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Đài phát thanh truyền hình Bắc Kinh cho biết, sau khi đỉnh lũ hình thành vào ngày hôm qua, thành phố này đã phải lần đầu tiên sử dụng đến hồ chứa lũ được xây dựng vào năm 1998. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng Trung Quốc, do Suzy là cơn bão mạnh nhất tấn công nước này trong năm nay, cũng là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc kể từ khi tỉnh này có các ghi chép về khí tượng. Trong lúc Trung Quốc vẫn đang vật lộn với hậu quả bão do Suzy cũng như hoàn lưu bão gây mưa lớn, bão Hanun dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào ngày mai. Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, bão nhiệt đới Hanun đã phát triển thành một cơn bão mạnh. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm qua giờ địa phương, tốc độ gió vùng gần tâm bão đạt 40 m/s, tức cấp 13. Cơn bão này dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h và đi vào vùng biển Hoa Đông trong khi tiếp tục mạnh lên. Đây là cơn bão thứ 6 trong năm nay ở nước này và rất có thể sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm mai với cường độ mạnh, thậm chí là siêu bão với sức gió cấp 14-16. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc trong một thông báo cho biết, do bão do Suhi đã ảnh hưởng đến các khu vực mà bão Hanun dự kiến đi qua, khiến nước trong đất canh tác đã bão hòa. Trong khi bão Hanun đổ bộ với cường độ mạnh, lượng nước lớn, khoảng cách thời gian đổ bộ giữa hai cơn bão ngắn, các khu vực bị ảnh hưởng chồng chéo, do vậy có thể tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại các khu vực này. Trước xu hướng phát triển của bão, Cục Hải sự thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp tại đây lên cấp 3 từ 15 giờ chiều ngày hôm kia. Tính đến 14 giờ chiều cùng ngày, 11 trong tổng số 29 tuyến vận tải phà ở vùng biển Ninh Ba đã bị đình chỉ, 24 dự án ven biển cũng bị tạm dừng, 129 tàu xây dựng đã thực hiện các biện pháp an toàn tránh bão. Hãng hàng không Hồng Kông Airlines cũng thông báo hủy 4 chuyến bay giữa Hồng Kông và Okinawa, Nhật Bản trong 2 ngày hôm qua và hôm nay do ảnh hưởng của bão Hanun, theo truyền thông Hồng Kông. Trong khi đó, báo Liên Hợp của Đài Loan cho biết, hãng hàng không Talu của hòn đảo này cũng hủy các chuyến bay giữa Đài Bắc và Okinawa trong ngày hôm nay và điều chỉnh thời gian khởi hành của nhiều chuyến bay giữa hai nơi vào các ngày hôm qua, ngày mai và ngày kia. Sáng qua, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp theo màu, do khu vực miền Bắc nước này tiếp tục mưa lớn bởi ảnh hưởng của bão do Suzy, gây lũ lụt nghiêm trọng ở một số nơi. Tỉnh Hà Bắc, ngay sát Bắc Kinh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lên cấp 1, tức cấp cao nhất. Thành phố Bảo Định thuộc tỉnh này đã ra thông báo, yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp tại địa bàn làm việc tại nhà trong ngày hôm qua và không ra ngoài nếu không cần thiết. Còn tại Philippines, cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo cơn bão số 6 có thể trở thành siêu bão vào ngày hôm qua. Cơ quan quản lý dịch vụ thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines cho biết, vùng áp suất thấp LPA đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới Hanun. Dự báo Hanun có thể mạnh lên thành bão nhiệt đới trong 12 giờ nữa và phát triển thành siêu bão vào ngày mai, với sức gió ít nhất 240 km/h, có thể gây thiệt hại đối với các thị trấn và khu vực ven biển. Đến chiều qua, tầm bão Hanun cách đảo Luzon 835 km về phía đông nam, với sức gió trung bình là 55 km/h gần tâm bão và gió giật 70 km/h. Hanun được dự báo sẽ di chuyển chậm trong 24 giờ tới theo hướng Tây Tây Bắc cho đến cuối ngày hôm nay trước khi chuyển hướng về phía Tây Bắc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Hanun sẽ gây ra trận mưa lớn tại khu vực Catanzuane và Bắc Samar. Philippines trung bình đối phó với khoảng 20 cơn bão một năm. Trước đó, siêu bão Talim đổ bộ vào nước này đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp xin để lại dưới phần bình luận.
Nếu thấy hay hãy cho chúng tôi một like, comment, share và nhấn chuông để đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Một lần nữa, thay mặt cho ekip làm chương trình, Thúy Vân xin cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn. Xin thân ái, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.